Theo khảo sát, ở Việt Nam, táo xoắn thường được nuôi ở các tỉnh miền Trung thuộc vùng nước mặn hoặc nơi có biển. Do đó, để mang loại táo này về trồng ở môi trường nước ngọt tại miền Tây thì phải trải qua nhiều bước thuần hóa. Táo gốc đó là được thuần hóa từ trường Đại học Khoa Tự nhiên rồi đem về Vĩnh Long thuần hóa lại một bước nữa để cho nó thích nghi được cái nguồn nước của sông Tiền. Thì mình sẽ bổ sung thêm nhiều cái loại khoáng vô. Cái mùi vị nó đỡ tanh, với lại cái thành phần dinh dưỡng của nó mình cũng đảm bảo được. Để nuôi loại táo này, anh Tài phải xây dựng bể xi măng có lót gạch bên trong. Không thể thiếu hệ thống sụp khí, mái che để ngăn côn trùng và bụi bẩn lọt vào. Mặc dù từng chọn táo xoắn để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp, tuy nhiên học và áp dụng kiến thức vào thực tế là chuyện chẳng hề đơn giản. Hơn nữa, đây là mô hình khá mới tại địa phương, do đó thời gian đầu, chàng thanh niên này đã gặp không ít khó khăn. Khi mà cái mùa nắng hiện tại như bây giờ thì cái cường độ sáng rất là cao, thì cái táo này rất là thích cái ánh sáng cho nên là cái năng suất nó rất là cao. Nhưng mà đổi lại là khi nó vượt quá 37 độ thì sinh khối táo nó sẽ bắt đầu giảm xuống. Còn vào mùa mưa thì ánh sáng nó không đủ thì cái sinh khối táo nó sẽ giảm. Không ít lần thất bại, nhưng với sự ủng hộ từ những người thân, cùng quyết tâm theo đuổi đam mê, dần dần anh Tài khắc phục được những khó khăn ban đầu và cho ra thị trường nhiều sản phẩm được chế biến từ táo mang nhiều giá trị. Hiện tại ở cơ sở thì có là các dòng sản phẩm táo tươi, táo táo sấy dạng miếng, táo sấy dạng bột và đặc biệt là cái dòng táo viên nang. Cái dòng này là viên nang chủ yếu là cho người tiêu dùng vì nó có cái mùi vị nó không có tanh. Rồi hiện tại thì có thêm một dòng sản phẩm mới để cho trẻ em đó là táo bánh mì với sấy táo. Thành công bước đầu, không còn lo về quy trình sản xuất, chỉ tập trung lo về đầu ra, bởi là sản phẩm khá mới tại địa phương và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện anh Tài đang trên bước đường hoàn thiện các sản phẩm của mình, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, góp phần làm giàu cho mảnh đất quê hương.